Ok, hello chào các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thiên Nhân Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Thì ngày hôm nay mình cùng toàn bộ người dân bản Cái Tí đó đang tiếp tục là gì nhỉ? Trị thủy à? Cái này gọi là trị thủy đấy. Đấy, khơi thông mương máng để mà làm nông nghiệp các bạn ấy. Đúng trị thủy đấy nhỉ? Nhưng mà câu nói này là nó nhiều vế nữa, nhưng mình nhớ được mỗi một vế đấy thôi thì mình nói là trị thủy để làm lúa các bạn. Thì hôm nay có sự góp mặt của bạn Đông, thì bạn Đông cũng trong cái giai đoạn mở đầu này thì mình mong bạn Đông cố gắng sắp xếp thời gian phụ giúp mình vậy, bởi là một mình đi ở giữa này mà đi đằng kia lại đằng này này, rồi đằng này lại đằng kia là hết là khô cả cổ họng luôn các bạn ạ, chỉ cần lùi hai lối giữa này là không có sức nữa đấy. Thì đây mọi người cũng thấy đây, mình đang cầm cái xẻng này, thấy mọi người làm thì mình cố gắng phụ một xíu cùng mọi người, làm sao thấy nó cái gọi là thẩm mỹ thì các bạn ấy. Bạn phải không bạn Đông? Bạn hò hét mọi người đăng ký cho mình ấy nhá. Giờ mình nhá, mình là một cái vai trò rất là quan trọng. Cố vấn á. Ôi nhưng mà trước tiên ấy các bạn, cho đắp bờ thửa cho nó xong xuôi ngon lành đâu vào đấy đó. Rồi mình sẽ tiến hành xả nước vào ngâm. Vì hôm qua đã cho người dân cuốc này, cuốc thì thay cho cày các bạn. Rồi xả nước vào ngâm mấy bữa này, cho cỏ với này, cho đất nó tơi này. Làm bắt đầu là làm mít. Không các bạn, mình ngắt lời bạn Đông như chỗ này mình muốn làm một cái mẫu để cho mọi người sau là nhìn theo đấy để mà làm đây. Các bạn thấy mình đắp cái chỗ bơ này như này này, đây ít hôm nữa nước ở trong này nó rạo lên, chỗ này nó khô. Thì thay cái mướng cái bơ nó chắc chắn ấy. Sau này đi lại đến này được. Phân thuốc rồi là mình di chuyển đến này. Vận chuyển tất cả là giống như một cái đường đi thôi. Đấy. Mình hướng dẫn đi. Bây giờ MC Máu đang làm theo kia. Đấy. Nên mình muốn làm cho nó đẹp ngay ngắn một xíu để cho mọi người nhìn theo mà làm thôi. Chứ đây suốt ngày này đây sao được bạn Đông ơi. Sức một đùa ấy. Thì bạn làm như vậy là ăn dập. Vậy là cứ bảo người dân làm theo thôi là được rồi. Tại vì người dân bản cây đi cái thời gian này người dân cũng chịu khó rồi. Đây là cái bờ đầu tiên các bạn. Mình cho người dân đắp thật cao. Cái này lấy đất ở trong này ra. Chủ yếu lấy đất ở trong này ra cho nó thấp bớt đi. Sau này mình san nó dễ các bạn. Từ đây xuống dưới là mình sẽ chia làm 3 ô. 3 ô là 4 bờ. Mỗi ô nhỏ nhỏ thôi để san lấy cái mặt bằng cho nó dễ. Thì sau này đi trên bờ là có thể phun thuốc đồ các kiểu các bạn ạ. Cần làm lúa nước thì phải cần cái mặt bằng mặt ruộng nó phải bằng để sau này lấy nước vào nó đều luôn, chứ không phải chỗ phía dưới thì ngập rồi mà phía trên đang thiếu nước thì không được. Làm ruộng có bộ vất vả hơn làm ngô sắn đấy bạn nhỉ. Làm ruộng vất vả hơn nhiều bạn ạ. Mình từ bé chưa được làm ruộng các bạn. Nay có bạn Đông nữa cho mình trải nghiệm ấy. Rồi sẽ biết hết. Đúng rồi. Cứ làm thì sẽ biết. Hay. Bạn xem đằng kia họ mọi người. Cái phía bên này là người dân vẫn tiếp tục khoai hoang nhá. Chị em phụ nữ để cuốc cỏ cuốc đất luôn các bạn. Phúc bên này trâu bò không xuống được, lún sâu. Mình sẽ triển khai là cuốc bằng tay, cuốc úp để cho phơi đất một thời gian cho đất nó trao đổi không khí ở trong để sau này nó tạo cái độ phì nhiêu hơn các bạn. Trên đồng cà này dưới ruộng xấu hề, trông cây vừa cày con trâu đi bừa. Người Việt Nam mình đi nên từ khó khăn là cũng là nhờ cây lúa nước các bạn. Đúng rồi. Trên lịch sử lúa nước của mình là có hàng nghìn năm rồi mà. Còn là lịch sử lúa nước của người dân Angola có lẽ là bắt đầu từ những ngày như này đấy. Thế thì mong sao đấy sẽ là những ngày lịch sử của người dân Angola các bạn. Mong là được như vậy. Người biết chồng là cái là nhớ đến vào ngày xưa cái ông gì, ông nhân gì. Ở Conica. Ông đưa lúa nước đến đây. Nhưng mà nói ra là thật là đáng tự hào các bạn. Việt Nam mình là một trong những nước xuất khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới.
một trong ba nước bạn ạ, Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan. Cho nên mình là người con Việt Nam, người con của lúa nước mà chẳng lẽ đồng ruộng như vậy mình này không cho người dân làm đúng không? Nó không truyền đạt đến người dân. Thế thì bạn bảo là gì nhỉ? Đem văn minh lúa nước ở Việt Nam quá Angola. Mình đưa nhiều rồi, mình đưa cả đòn gánh. Toàn nên nhiều quá. Phải lấy chỗ này đắp sáng thôi. Đâu đâu? Ui, lấy đất đây này, lấy đây này. Tại cái này đường nào cũng ấy đi nữa mà. Đây đây, lấy đây được. À, chỗ này lấy được mà. Chỗ đây là chỗ này từ cái lên xẻng ấy, cái góc trên này hồi nãy đi nguyên một cái đường mấy mét lấy hết xuống dưới. Thì xong cái bờ này là cho nó làm cái bờ kia. Avasa, avasa. Trabalho com mão, mais rápido. Gần hình thành ok các bạn. Ruộng này đúng. Thì mình hướng dẫn mọi người là đắp bờ bằng tay các bạn, đắp bằng tự bài bờ bằng tay nhanh hơn ạ. Bởi là gì nhỉ? Lúc mà mình dùng bằng xẻng á, bằng cuốc á, nó rít lắm. Nó rít cứng lắm. Đấy, nên là tay này. Đấy. Bới thế này là cho lên luôn. Tay bạn như cái xẻng ấy hả? Tay mình như cái xẻng luôn bạn. Đấy. Thế này cho nhanh chứ. Kiểu nó không có đồ rít nữa đâu. Đấy. Đắp dập. Đắp bằng tay mình vuốt được. Nó đẹp. Đấy, đang học theo anh Quý đấy, ăn dập. Đấy, chỉ làm ở chỗ này thôi. Ok bạn ơi. Hả? Đang hồi về ốm. Ừ. Mình thấy mọi người làm mà. Mình muốn bổ sung một chút kiến. Cái gì đâu. Cố gắng đắp xong mấy cái bờ này. Ừ. Để mai lấy nước vào ngâm bạn. Ừ. Cái gì? Lên cao rồi ấy, là nó khô khô cái mặt là nó đỡ là mà ngày hai ngày là mình đi lên trên được. Mình thấy cái gì mà ưu việt hơn, ứng dụng vào thực tiễn tốt hơn thì truyền đạt là cho mọi người thôi. Đấy, mình mới đầu dùng xẻng các bạn, nhưng mà đến lúc thấy tay có vẻ nhanh hơn ạ. À. Nên là dùng tay đạp thế này, đẹp thế này, bờ phải cao như vậy sau này à. Nước nôi nó mình lấy mình xả nó dễ. Ừ. Lấy ngập được mà nó cũng xả được. Đúng rồi. Ui, sau này đi lại gánh lúa chứ đi trên bờ này. Bờ phải làm kiên cố. Cái hai cái bàn tay mình giống như hai cái giống như cái xẻng luôn. Nhanh hơn xẻng. Đấy. Tận tâm với người dân vậy đấy nha. Cố gắng ấy. Mái một đấy. Có cho nhiều, thóc cho nhiều lụa là sướng nhất đi. Giờ mới biết là làm ruộng nó vất vả đúng không bạn? Ui, đúng thật, làm ruộng vất vả thật. Cũng không, rất cảm có ơn. Sẵn, có sẵn ruộng rồi ấy, làm thì không vất vả. Ừ. Nhưng mà đi lên từ những cái con số 0 ấy, thì nó là cả một vấn đề. Đúng rồi. Thôi, qua đây thì nói thật bản thân cũng vô cùng cảm ơn các anh chị em cô ba chú bác là làm nông nghiệp bởi lâu nay cho mình hạt cơm hạt gạo tặng ngon để mà ăn. Để vô cùng cảm ơn mọi người luôn, còn làm thế nào mới biết được. Bố mẹ mình thì có ngày xưa có làm nông, nhưng mà đến khi ông ba làm công nhân thì cái thế hệ đến thế hệ mình thì không được trải nghiệm làm cái này. Đấy, cùng mấy đây làm nông ấy mà Việt Nam mình đi lên từ luồn nước mà giờ bảo không làm nóng thiếu anh hết cả, nhưng mà đến thế hệ mình thì mình không được trải nghiệm, mà mọi người thông cảm nhé, nếu mà trong cái lời nói của mình hoặc trong cái âm lượng á, cái hơi thở nó dồn dập tí thì mong mọi người thông cảm nhé. Đúng, thực sự là làm đấy mà không thở thì không chịu được rồi. Bạn đâu này, anh bỏ sao mic ra một tí. Hả? Bỏ sao mic ra một tí. Ui, đẹp đấy, đoạn này đẹp đấy. Chỗ nào mình đứng là nó đẹp hơn. Đây, mình là đang
cố gắng cho người dân đắp cái bờ trên cùng để cho nó kiên cố tí các bạn. Sau này phía trên này mình sẽ phía trên này mình sẽ cũng làm cũng nhấn lên, nhưng mà làm ô không to, ô khoảng 10m1 các bạn, nên tới trên chỗ cái chòi kia luôn. Tại vì khu vực này là làm theo kiểu ruộng bậc thang cho nó đẹp, và nước cũng lấy từ trên đấy xuống ấy. Mình cái thời gian vừa rồi mình cũng có đào một cái mương trên đấy, sau này nước tưới từ trên kia xuống đây là ở cái mương đấy, nhưng mà mình sẽ cho đào thêm to ra. Cái đợt vừa rồi là mới thử nghiệm thôi, xem cái lượng nước nó thế nào ấy, nhưng mà nước nó ổn định là mình sẽ cho đào mương thật to thật kiên cố ra, để khu vực từ đây này, trước mặt các bạn, trước mặt mình này, phía này là nhấn lên tới chòi luôn, để làm một cánh đồng thật bao la bát ngát, cánh đồng ruộng bậc thang giống như ở Tây Bắc các bạn ạ. Hy vọng thời gian tới này thời tiết nó mưa thuận gió hòa, rồi tinh thần làm việc của người dân ấy nó đồng bộ thì có sức người sỏi đá mà cơm các bạn. Nghỉ ra lá rồi bạn ạ. Đúng không bạn? Ui. Cái bạn nhân là cũng thích làm ruộng ấy. Thấy người dân đắp là bạn cũng cái này là đủ ra ra Enron Aumenta Area 4 Memuni nhỉ? Iwa cái này Si Pajibê nhá. Mình dặn mọi người dặn là chú ấy đắp cho nó hẳn hoi đẹp một tí. Thứ nhất là nhìn đẹp con mắt, thứ hai là ruộng nó dễ canh tác. Làm ruộng thì đừng sợ bẩn nha, bẩn đông nhỉ? Làm ruộng mà sợ bẩn chỉ có bỏ tiền ra mướn người. Như ở Việt Nam vậy nhá. Ừ. Nhiều nhà mà mẫu nào mẫu kia nhưng mà người ta mướn người làm hết đấy. Bây giờ máy móc nó nhiều. Ừ. Chủ yếu là làm máy. Còn làm thủ công thì những vùng núi vùng cao ấy. Việt Nam mình bây giờ vào không bỏ thế này. Việt Nam mình bây giờ ứng dụng khoa học công nghệ bao nhiêu đấy. Gieo cấy đồ cả kiểu thế. Mà mệt thế đấy. Vâng, thưa các bạn, mình đang cùng người dân tiến hành chia thửa cái trên từ trên xuống kia, trên kia xuống đây ấy, nó hơi dốc cho nên mình lấy cái độ chia thửa này ngắn ngắn thôi, khoảng 10-12 mét thôi, để sau này san cho nó dễ. Còn phía dưới này, các bạn, nó bằng hơn thì có thể mình để 20 mét hoặc 25 mét, chia làm 3 thửa. Ở phía bên kia các anh cũng đang cuốc để đắp này. Này mình lấy đất ở dưới này, đắp lên bờ này, để cho hạ cái mỏ, cái đỉnh dốc xuống, và sau này san cho nó dễ. Quyết đâu nè. Ya con si va jike ni manu pedu ne. Ni iwa ke. Si. Ni finibi. Ya. Iwa. Ha. Si. Ha va jite reko. Cái phía bên này lấy thoải mái các bạn, tại vì nó hơi cao. Cái đắp bờ thật to, đất hết ở dưới là quật lên trên. Giống như mình đôn cái chân nó lên. Còn cái phía này này là cái đỉnh của cái miếng thứ dưới. Miếng dưới cho nên mình sẽ bạt đi để cho nó thấp, để cái lấy cái độ cân. Nếu nó xả thì phải cần tuyệt đối là cân nó bằng hết mọi người các bạn. Còn nếu mà lúa trồng bằng cấy thì nó cây nó cao rồi, cho nên không cần phải ấy mấy, không cần phải thiết phải bằng mấy.
Mỗi một mùa mình san thì một ít thôi, chứ một lần san nó vất vả lắm. Với đất ướt như vậy nó nặng, san rất là khó. Nhưng đất khô thì lấy xe rùa đẩy chỗ cao đắp vào chỗ thấp nó dễ. Đất này nó ướt, xe rùa thì không đẩy được. Ok các bạn, thì cái chỗ này mình và bạn Đông đang hướng dẫn người dân là đào cỏ đi. Chỗ này là cuộc qua một lượt để mà gieo xà các bạn, gieo mạ nhỉ. Gieo mạ này, chuẩn bị đất gieo mạ các bạn. Đây mọi người thấy này, đất này rất là đều, rất đều đẹp, băng đẹp, nó băng phẳng. Ở chỗ này mùn bùn này. Hay, các bạn đừng đẹp, bạn đừng mình không dám trồng, tại sợ nước nó không may nó dâng nước nó ngập. Cho phía trên nó cao hơn tí. Mà chỗ này sau mình nếu mà cảm thấy nước mà nó không mùa hè mà nóng lên thì mình vẫn cậy được đấy, đúng rồi. Hả? Vẫn trồng. Đấy, chỗ này đất rất là đẹp luôn các bạn, chỗ này đúng là giống như rồng sấu ở Việt Nam mình luôn, rồng càn rồng sấu ở Việt Nam mình luôn. Cái ruộng này trồng lúa thì tốt lắm, tại vì bao nhiêu phù sa nó đổ ở đây. Và phía bên này, phía trên thì người dân nó đang đắp bờ chia thửa phía trên. Cái công việc này cứ từ từ làm thôi, để cho người dân từ từ học hỏi các bạn. Thì trong khi chờ mạ lên, từ lúc gieo đến lúc trồng nó cũng mất một thời gian dài. Khu vực này thì mình đã xong rồi. Cái này là quan trọng nhất này. Phải gieo để lấy chỗ sau này cấy các bạn. Còn đằng kia thì mọi người cũng đang tiến hành là phân chia từng thửa các bạn. Phân cấp. Nhưng mà chỗ này đất tốt thật đấy, bùn đen đi. Nó có phen, nhưng sau này thì anh em mình sẽ mua vôi bột rắc các đất bạn. Đất nào mà ngập nước thì cũng bị phèn. Cái phía này mình chờ thời gian bờ cửa xong xuôi các bạn, bỏ nước cho nước vào ngâm dần cỏ nó chết với này, rắc vôi để khử một thời gian. Bờ tương đối không quá đắp cũng được sơ. Rồi ngày mai sẽ cho gia cố để cho bờ nó cứng luôn. Cái bờ dưới này quan trọng nhất, bờ này giữ nước. Giữ nước. Hôm qua nó ướt quá nên mới cuột lên cho khô ráo bớt đấy các bạn. Rồi để nó cứng một tí nữa rồi này bồi thêm, chứ nằm một lần một không được. Đập lên bao nhiêu nó tre ra bấy nhiêu à? Nhưng mình nhẹ mình đứng được nha bạn, nhân mà đứng lên đây là... Nói đấy, vâng. Sao không? Mình đứng được. Vỡ hết bờ. Ui, mình đứng nổ lún các bạn. Mình sang bên kia đi. Sang bên kia. Đi qua bên kia xem mọi người làm như nào. Để di chuyển ở phía dưới này thôi. Ok các bạn. Đây, mọi người thấy này. Em xin mau này. Đấy. Đi với anh em mình nên là nắm bắt kinh nghiệm rất là nhanh. Vậy lại là học hỏi ở bên chỗ nông trại của chủ lĩnh Philip này. Đấy, nhìn qua bên kia là bên này là em làm rất là giảm được các bạn. Nè xin mau, ta bỏ ní. Sì, ta bỏ ní. Ta bỏ ní tù. Ok. Thì bây giờ bạn Đông đang chỉ đạo là mọi người là tiếp tục để làm tách thửa như thế này nữa các bạn. Bởi là nói chung thì dù nhìn thì nó băng nhưng mà nó cũng có một cái độ dốc nhất định. Đấy. Vâng. Bạn nói tách thửa. Nói tách thửa mình cứ nghĩ là như là ở Việt Nam mình ấy. Phân nô tách thửa này. Đấy. Cái chỗ này thì sẽ tiến hành là đắp một cái gò đây nữa đó. Cái bờ nữa. Cái bờ. Mình chia làm 3 khuông các bạn. Đây, giống như cái mặt nước ấy, cái mặt băng nguồn nước ấy, nó tránh ấy. Đây Antonio nữa. Phim mày. Thì vui, ăn rồi gom phục. Đây mọi người thấy này. Như chỗ này, đây, điển hình như chỗ này đi. Đấy, đây. Đây, chỗ này nó cao như này các bạn này. Phải hơn 20cm đấy. Còn dưới kia là, nói chung là ok thôi, dưới kia là được. Nên chỗ thửa này tới đấy là, đấy, chúng mình nhìn mực nước các bạn. Chúng mình nhìn mực nước đấy. Từ đấy chỗ đó là tương đối băng hơn, nhưng mà từ đấy qua đó thì là một cái bờ nó sau đây dồn đất kéo xuống để cho nó băng. Mình làm một cái mặt phẳng ấy các bạn. Để sau này
dù có gieo xạ chẳng nữa nó cũng dễ. Ôi, bây giờ sẽ tới đăng ký nói về trao đổi với anh thư ký một lúc với mọi người để đây ngày mai để cho anh và mọi người tiến hành công việc cho sớm. Manu Pedro, amanhã dessa linha assim já, continua já. Homem desse lado, mulher aquele lado. Agora a mulher tem criança, sasa no que no batata, já. Aí nós sempre continua assim. Quando aqui tá bom, avança aquele lado ou avança desse lado. Aquele lado tá roteado. Thì mình có dặn với anh thư ký là ngày mai thì sáng sớm thì cứ cho mọi người tiến hành công việc như thế này thôi. Ngày mai sẽ đắp cái bờ mương, cái bờ bên đó. Đắp bờ bên đó xong thì sửa sang lại cái bờ này cho nó đẹp. Nó cao, nó to, nó đẹp, nó chắc chắn. Rồi khi nào xong chỗ này thì tiếp tục ở đằng kia các bạn. À, đằng xa xa kia. Lúc nào đằng kia xong thì có lại về phía bên này. Bởi là cái khu vực này, đất này là rộng lắm. Mênh mông các bạn. Nói chung ngày hôm nay thì mình cũng xin tạm dừng tại đây. Các bạn thấy gì thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Thể Nhân Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Dạ, tôi đúng vào lời cho các bạn nhé. Chào các bạn. Thì đằng này là mình bố trí là thanh thiếu niên, đàn ông con trai ở đằng này, còn phụ nữ với chị em gái thì ở đằng kia các bạn. Thì cuộc đất còn đằng này thì làm bờ mướn thì cần về sức khỏe của người đàn ông hơn thì mình bố trí đằng này. Còn một số chị em mà có con nhỏ thì mình bố trí ở trên kia là cuộc cỏ khoai lang các bạn. Người thì cuộc cỏ khoai lang, người thì tưới khoai lang, người thì tưới lạc. Ở trên kia là cũng có mương nước mà hôm ban đông và mọi người là đi lấy về là bố trí là từng nhóm từng khu vực là mỗi người làm chia ra chứ không dồn. Vậy là mình bố trí chị em phụ nữ có con nhỏ thì ở trên kia nó dễ hơn, bỏ để các em bé ở trong nhà chòi các bạn đấy. Đó là mẹ làm ở các cái khu vực các cái khoai lang gần đó. Já falei esse dia junta também uma semana ou duas semanas quando acabar então para. Ok. Thì mình có dặn anh là ngày mai điều động nhân lực cho đông để làm cho nhanh, công việc nó nhanh. Ngày nay làm nhanh xong chừng nào thì đang có bạn đông cố gắng phụ giúp mình gieo mà đô các kiểu thì để mà cậy các bạn. Dạ. Đâu vui gì đó. Chào bên. Xin. Ok. Ok.